được đó là dạ. Đâu hai đứng lại chỉ cái lưu vô mấy nước cho bà con thấy không hai? À. Rồi ông hai chỉ tay, chỉ cái tay như gì nè ông hai, chỉ vô đó vậy đó. Ờ. Này đó là nửa sau khi này thầy mà quá gia quá tánh mà bị đó là bị dịch bệnh đó là thầy về chị. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay dân hiếu có mặt tại Tổ Đình, nơi khi xưa Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hoằng Hảo Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, nhân viên hôm nay là cái ngày lễ dỗ của Đức Bà, tức là thân mẫu của Đức Thầy. Thì kính thưa quý vị, Đức Bà có tên là Lê Thị Nhậm quý vị, còn thân phụ Đức Thầy tên là Quỳnh Công Bộ. Đây là thánh địa Hoằng Hảo nè quý vị. Đó, nơi đây là Tổ Đình, bà con đến đây viếng rất đông quý vị. Ở xung quanh thì đây thì cô bác chị em đang chuẩn bị mua bán này kia, đang dự lễ trong 2 ngày, ngày 25 và ngày 26. Nếu như mà cái người con dân của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quý vị thì nên đến đây dự cái lễ Đức Bà ha, đám dỗ, gọi là cái đám dỗ quý vị. Đây đại lễ quốc tế Kỳ Sơn Long Hội, một chiếc xe 16 chỗ ngồi của ha. Đến đây để tham dự cái buổi lễ. Rồi bắt đầu cô bác chị em đến đây rất đông quý vị. Nếu như mà chúng ta đi đường cái phà Năng Gù, đường Long Xuyên quý vị, chúng ta đi đường này quý vị, đi này sẽ đến được cái Tổ Đình. Và chúng ta đây là cái cánh bên chợ mớ này kia đâu nè, chúng ta đi bên đây. Rồi chúng ta tiến lần vô cái Tổ Đình Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo quý vị. Rồi một khi chúng ta bước vào, đập vào mắt chúng ta là khung cảnh của bác chị em đến đây rất đông. Đó, xung quanh ở đây rất là đẹp đúng không gì? Những cây kiển bông hoa này kia đâu, hoàn toàn là đúng nơi căn gốc Đức Thầy khi xưa khai sáng hành đạo. Nơi đây là nơi thánh địa của Hảo gì? Nơi đây là phía bên trong Tổ Đình. Nơi đây người ta không có cho quay phim. Quay xuống đây anh. Tắt đây, quay bên đây bình thường gì đâu, không cho quay. Dạ yeah. Đây là những cái di ảnh là nơi Đức Thầy không có gì đó, phía đây trong gia đình, trong đó không cho quay phim không có gì. Rồi chúng ta qua bên đây. Này là nơi cô bác chị em Mạnh Thường Quân đến đây để làm nước đãi bà con cô bác. Dạ. Dạ. Tổ mình đa số của bác chị em đến từ đâu cô? Nhiều chỗ lắm. Ở trong Tổ Đình thì tiếp chương trình thì nãy có một anh bảo vệ không có cho dân hiếu quay. Thì dân hiếu đi vào bên trong quý vị. Phía tay phải là chiếc ghe khi xưa lúc thầy dùng đi dạo Lục Châu quý vị. Đó chiếc ghe bằng hình độc mộc đó quý vị. Tức thầy đi dạo Lục Châu. Mà thầy nói là dạo Lục Châu chẳng có nghỉ ngơi. Đi chẳng kể tấm thân già cả. Phía bên đây là nơi đại đằng cô bác chị em dùng buổi trưa. Nơi đây đặc biệt có một món rất là ngon. Đại Tổ Đình tức là cái món mắm kho đó quý vị. Dạ. Chào mấy cô chú hen, Nam Mô Đà Phật. Dạ, xin chào. Dạ, ông hai đến từ đâu? Hả? Ông hai đến từ đâu lại đây? Ở Mỹ Phú. Đi có đi mà biết ổng chứ còn chưa hành đạo khắp đó, còn lo đi mà ăn chưa đi chung. Giờ biết giảng thầy nhiều để khuyên mà con nó tu hành được không chú? Biết. Dạ. Rồi ông hai đang dùng cơm chút xíu xong mới để gặp ông hai thôi, chút để chia sẻ bà con ta tu hen. Dạ cảm ơn ông hai em. Nó dậy lên đó là thầy trở về là dùng mấy cái lưu này là mà trị bệnh cho quá da quá tánh. Nếu như thầy mà có bệnh nhưng mà trở lại đó là thầy cứ cầm cái gáo này mà liễn lên là cái đâu cũng đều được. Dạ. Đâu hai đứng lại chỉ cái lưu vô mấy nước cho bà con thấy không hai? Rồi ông hai chỉ tay, chỉ cái tay như gì nè ông hai, chỉ vô đó vậy đó. Này đó là nửa sau khi này thầy mà quá da quá tánh mà bị đó là bị dịch bệnh đó là thầy về với chị.
quý vị, do tình hình trục trặc nãy giờ thì anh Hiếu tiếp tục quay quý vị. Thì vừa qua là chúng ta thấy ông Hai có hướng dẫn chúng ta về 25 cái lưu vú máy nước để mai sau cứu tín đồ dịch bệnh đó quý vị. Thì phía trước chúng ta là cái hàng dừa, thì cái hàng dừa này là Đức Thầy không có cho ông Út bổ Út chặt quý vị. Thì mai sau tín đồ của Thầy ở đây quý vị tu hành không có chân chánh, không có giữ giới lực, thì vào bên đây để đập đầu, tức là gọi là dừa chết nha quý vị. Dạ, ông Hai ơi, có mẫu chuyện gì mà nói về mấy cây dừa này không Hai? Thì những cây dừa này hồi đó Thầy cũng nói. Dạ. Những cái người mà không có tin tưởng lời Thầy đó thì coi chừng sau khi này đó là mà bỏ cái đạo mình mà đi theo đạo người khác, là sau khi này trở về đó là bị là tức giận mà đập đầu thôi mấy cái cây dừa này. Là gọi là dừa chết. Ấy. Dạ, dừa chết. Dạ, dạ. Không giữ giới lực rồi đi theo gặp người ta ham đinh âm dính chạy theo tới chừng về thì gặp đạo của Thầy là người nào cũng có cái danh dự mà mình Thầy có chế giờ đập đầu vô cái dừa này kêu là cái đập cái đó là dừa chết. Dạ, đi ra mộ của Đức Ông Đức Bà. Dạ, Đức Ông Đức Bà là bây giờ là gì của Đức Thầy? Của Phật mẫu mẹ của Đức Thầy. Dạ. Nó cái ngôi thờ ngoài đó đó. Dạ. Thì gần đây sắp sửa đến đây cũng là cái dịp lễ 18 tháng 5 sắp tới của mình luôn nghe. Dạ dạ, đúng rồi, đây còn hơn nửa tháng nữa tới rồi. Bữa nay là 25 rồi. Dạ. Thì rồi lọt qua tháng 5 là tới ngày 18 là tới rồi đó. Năm nay như tuổi ông Hai? Năm nay là 83 rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Chắc tuổi cha với ông nội này kia của mình có gặp Đức Thầy này kia không Hai? Có. Đời cha của bác đó là hồi đó cũng theo Thầy. Ừ, gặp Thầy trực tiếp Thầy luôn ha. Ờ. Có vài mối chuyện gì mà cha chú mình kể lại cho Thắng nghe không Hai? Có, ông già ông nói là hồi đó về hoàn cảnh của cha của chú của bác đó cũng nghèo khổ, lo làm ăn, nhưng mà tu á lo là chân chánh tương này giữ là bốn bữa nhưng mà không có được trường vì hoàn cảnh nghèo đó. Dạ. Con người đông rồi tới chừng ngày đó là chú mà bác lớn lên đó, ráng con ơi ráng tu theo. Dạ. Thầy sau khi này gặp Thầy đó, Thầy đó là cứu vớt cho, chứ mà đừng có ăn chơi rồi kia là Thầy không có đổ. Người vợ trước là bà Lê Thị Khởi đó, như vậy thì sanh được hai người con, tức là cô Hai Đê và cô Ba Khỏi. Sau đó thì Đức Bà mới về làm vợ Đức Thầy, mới sanh thêm Đức Thầy thứ tư và cô Năm Quỳnh Thị Kim Biên, chú Út tức là Quỳnh Thị Mậu. Cho nên trong cái bài tự tháng tất cả Đức Thầy, chúng ta Đức Thầy có nói về cái gia đình Đức Thầy. Vì đâu bốc ngọn lửa tầng mà lòng tăng sĩ như dằn nát tan, nghĩ mình chọn kiếp con quan. Có nhiều người hiểu sai cái từ là con quan, tức là không có nhà mẹ, không phải, chứ chọn lựa con quan là có nhà mà không có gì ở, bị Thầy chấp nhận ra đi để độ chúng sanh. Cho nên nghĩ mình chọn kiếp, chỉ chọn kiếp con quan. Quê hương rài đã dặn chàng sơn xiên, tức là đi xa cái gia đình nha, tổ đường còn một cành quyên. Quý vị biết cành quyên là ai không? Là giai đoạn đó là thân mẫu của Đức Ông, tức là bà nội của Đức Thầy. Tổ đường còn một cành quyên nè, từ đường hôm sớm luống thiền chờ trong, tức là Đức Ông Đức Bà. Hai em Thiệu Trí Thơ Đồng, hai em là cô Năm Quỳnh Thị Kim Biên, chú Quỳnh Thịnh Mẫu, chị Đà An Phận theo chồng đằng xa. Cô Hai có chồng Bình Thuận. Từ mang một tấm áo già mùi thiền đã thấm ơn nhà, lật phai sống sanh gia phận gâu mài, một đời một đạo đến ngày trung thân. Tuy là xa cách cố nhân, tức là tuy là xa cách người thân, nhưng lòng chiếu mến sớm gần, cửa không từ bi buộc chặt khỏi lòng vì cái đạo, buộc chặt cái lòng Thầy, từ bi buộc chặt khỏi lòng, còn ơn cúng dục để không phải sao. Nói đây mình cảm xúc Thầy. Cho nên Đức Thầy á, vì cái bổn phận cho nên là thân ta chẳng thiết chi miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua, hay là vì nghiệp chằng mê, hay bởi ai tam can tì phế thẳng đau hoài, hay vì sinh chúng còn lao lý, nguyện uống cho đời chén thuốc cay. Khi Đức Thầy ra đời mở đạo chỉ có được có 7 năm 10 tháng 7 ngày, tính theo tháng là 97 tháng, tính theo ngày là 2845 ngày, là vào ngày 25 tháng 2
như ngày năm Đinh Hợi 9:15 thì Đức Thầy chúng ta vắng mặt giữa chừng đờn nở đứt dây chưa vui hiệp bỗng thầy lại xa tỉnh say trong giấc mộng qua mơ màng cũng tưởng như ta bên mình ti lờ bức ảnh vô hình chứ dân lòng tưởng sang tình đáo lai thì xin thưa quý vị cho nên nói về đức bà nói về là gia cảnh cũng như là đức thầy chúng ta ra đời thì ngài có cái sứ mạng và ở đây là đúng ngày 18 tháng 5 nhưng mà trước đó ơn trên sắc lệnh đã chọn là thân mẫu là đức bà thân phụ của đức thầy nên trong cái bài giảng thầy đó nè đó ngài văn trị đau lai trần thế tức là văn cái sắc chỉ của Phật A Di Đà Phật Thích Ca Bồ Tát Quan Âm Đức Phật Hoàng và Đức Minh Vương cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam 193 nước thì chúng ta là bầu chọn nước Việt Nam nhằm cõi trung ương sao chúng có một cái thế ngài văn chỉ đau lai trần thế cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm tức là con của đạo đức bà phải không quý vị mượn tay gã tờ qua thần hạ bút phiên bá tánh tầm tiên giờ tục chỉ mấy giờ bài to việc về sao gái cùng trai già trẻ bước vào đường chí huệ quy trình đạo pháp mà cái nơi đức thầy chọn là đâu nè về An Giang tỉnh rõ ràng ai hay trong tỉnh An Giang này rất là nhiều huyện nhiều xã đức thầy nói là Hòa còn cái bụng mẹ mà chờ đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão vì thời cơ đã đến Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa khắp tràn lan ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên cho đức thầy nói là thấy sanh chúng nhiều người thời gian chẳng biết gìn không quá lễ dạy vì khai ngọn đuốc từ bi với thiện tìm con lành dắt lại Phật đường thương dân hiền giáo đạo nam phương đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ trong cái ngày nay quý vị còn ngồi đây là nghe được chứ đây giờ chiều nay ngày mai đồng đạo mình đi đến rất là đông nhất là cái năm nay sau cái mùa dịch chúng ta đã trải qua là gần 2 năm mình không có được đi lễ lọc phải quý vị nhờ chờ ban bố cho gần thức ăn tức là tu cầu thượng gió hòa mưa an hòa nhưng gặp phước thừa chờ ban cho đó chúng ta được bình an mình được đi cúng kiến để chi ngày nay mình về đây cầu nguyện mình gian giái đức bà giao hộ độ chúng ta trên đường tu dưỡng chất và học theo cái hạnh tu của đức bà có những nghĩa đức bà rất là từ bi rất là minh mẫn rất là sáng suốt và được tín đồ lớn nhỏ kính trọng yêu quý đến khi là đức bà mất là để chữ viên tịch chữ viên tịch là gì quý vị ví dụ người bình thường chúng ta chết mà để viên tịch ta cười mình đó tại vì cái đó không được tại vì quý vị mình chết để từ trần thôi là qua đời hay là hưởng thọ bao nhiêu tuổi thôi nhưng mà một người có công hạnh một người có phước đức một người được người ta tôn kính một người có đức độ thì khi chết đầy đủ công đức đức hình gọi là viên tịch đức Phật thầy viên tịch ngày 12 tháng 8 quý vị nhớ kỹ nghe đó rồi giờ hôm nay đức bà thân mẫu đức thầy viên tịch đó ngày 25 tháng 4 đó hôm nay là kỷ niệm là lễ dỗ 55 năm đó hôm nay là năm dần thì vừa qua có nhiều quý vị cũng sẵn dịp đây muốn trao đổi thì cho muốn hỏi cái gì nhất quyển nhì quyển ba quyển tư quyển năm và quyển sáu đó và cộng vào 216 bài thi văn xin thưa quý vị thì hôm nay đó trong 216 bài thi văn này thì ở đây tôi xin khẳng định là có cái bài đính chính cái bài này thầy viết năm 1945 ở Sài Gòn cái nguyên văn hôm nay xin đọc lại nha tại sao có cái bài này bởi vì cũng là cái năm đó có nhiều tin đồn là nói chung là tặng thế đời tới tối tâm trời đất nha mà hỏi ai tin cái tin này ra thì nói là của ông Hòa Hảo từ Đức Thầy đó bị người đời gọi là ông Hòa Hảo ông Tư Hòa Hảo Đức Thầy thấy như vậy cho nên mới viết cái bài này gỡ đến toàn thể tín đồ mà không phải gỡ trong giai đoạn đó mà sẽ nói về sau này luôn biết sau này có nhiều cái tin dược găng nhiều cái tin hot cũng như là nhiều người bàn luận hiểu ý của mình mà cho rằng Đức Thầy hay là Đức Phật Thầy hay là của Phật Chùm hay là của sư giáo khoai thiên cổ diệu quang chân chân nhưng mà trước khi nói cái này đó xin thưa quý vị Đức Thầy có nói ngang thiên cơ được lệnh người ta nói nhưng mà riêng mình không được nói mình hiểu thôi thiên cơ để dạ lão thời yên thân thôi nhưng mà có người bây giờ hôm nay sẵn hỏi luôn là cái bài này cho rằng ngụy tạo không phải Đức Thầy hồi trước không có ngang sao bây giờ có ngang
đây nè, nguyên nhân đọc nghe, sẵn nói đọc luôn cái bất ngờ hỏi Lê Vương thuộc cái bài này đó. À, hỏi bất ngờ vậy là chết nhân viên đó. Cái bài mới vô đứng chánh rằng đây lắm kẻ ngoa triền đó, một bài sấm ngữ nơi miền Hậu Giang, tức là cái đồng bằng sông Cửu Long mình đó, Hậu Giang xưa, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, nói rằng tháng 8 tai nạn đó, tối tăm chờ đất tan quan cửa nhà, hỏi gần sấm bở nơi đâu, gần ông Hòa Hảo bài đầu làm ra, tức là nói Hòa Hảo bài đầu làm ra nè. Hết rằng rồi lại đến xa, từ trong thôn giả đến ra thị thành, hãy cho quốc kế dân xanh ha, ruộng đồng tươi tốt, dân đành đó là ngó lên, bỏ lên. Thương thay những kẻ ngu khờ lầm mưu gian trá ngẩn ngơ đó là u sầu. Rồi bây giờ nè, hỏi gần sấm bở nơi đâu nè, nói ông Hòa Hảo bài đầu làm ra, buộc lòng tôi phải đứng qua cho trong toàn quốc gần xa được tường, chuyện ấy là chuyện quan đường của bọn phá hoại chủ trương, tức là hại mình. Anh em ta hãy đồng tình, nếu gặp nắm ốc đem trình công an đó. Cái câu này mới lạ à, chúng ta giải quyết lẹ làng, đừng để chuyện quyển mà tràn lan ra nhiều. Đó là cái bài đính chánh. Bây giờ mà nếu tính tờ của thầy mà không thuộc mà còn gọi là nó ngụy tạo thì tôi cho rằng là không hiểu yếu lý. Trước khi chúng ta muốn hiểu thì bây giờ hãy sấm giảng ra. Sấm giảng này được Giáo hội Trung ương, toàn thể trong khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đã kiểm duyệt và được in ấn lưu truyền, không có cái sự thay đổi mai có nay không. Từ cái quyển giảng năm 1961 là cái bộ in một lần, 72 in một lần đó, và cả sau này đều là như vậy. Thì cái bài đính chánh này là, xin thưa quý vị, đây là cái lời văn, là cái thể văn của Đức Thầy viết. Nhưng mà có người đắc mắc hồi xưa không có công an, sao bây giờ có công an. Xin thưa quý vị, bởi vì cái từ này đó, Đức Thầy chúng ta đó đâu có nói cái chuyện công an. Có nhiều chuyện chưa xảy ra mà Thầy biết trước mà. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ Thầy nói nè, quý vị độc giả, Thầy nói là cuộc thế giới chuyển lai như chống phiên dân tình, hãy lóng mà nghe. Ủa, lóng cái gì, nghe cái gì quý vị, năm 45 mình đâu có thực sự đâu, đâu có truyền hình, tivi, điện thoại đâu, rồi nước ngoài xảy ra chuyện sụp đất sống thẳng sao biết. Nhưng mà Thầy nói yên tâm đi, sau này ngồi ở nhà mở điện thoại, mở tivi lên xem, nước này chiến tranh, nước kia sụp đất, nước kia khủng bố, nước kia dịch bệnh, nước kia chết chóc nhân dân, vì mình coi tivi sau này sẽ có cái truyền hình cho mình coi, cho nên là ngồi một chỗ mà mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang ảnh khổ cũng kề bên tai, có không quý vị? Có đó. Rồi ví dụ có như thầy cho biết là sau này là trời trong gió sái mùa xé tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Phiên dương gian bỏ cáp diệt tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự, có không? Bây giờ ta mới nói là biến đổi khí hậu, đó là ấm lên toàn cầu, muốn mưa là mưa, muốn nắng là nắng, muốn bão là bão, muốn sụp đất là sụp đất đó. Những đó, rồi bây giờ là thầy là rất là tiên tri, đó là nay cũng đã hết già quá trẻ nên giữa đồng cũng đã có sông. Hồi xưa giống như đồng dương gian là đâu có sông bọng gì đâu, giống như là một cái đất bằng phẳng gừng tràm không, tự nhiên bây giờ sẽ kinh sẽ làm cuộn đó, ai biết trước được. Có nhiều chuyện Đức Thầy chúng ta tiên tri biết trước cái thời gian, biết trước ngày giờ. Thì cái từ công an là cái tiếng chung của an ninh, là bảo vệ cho cuộc sống, là không để cho cái chuyện quấy, cái chuyện mà sai lệch đó nó tràn lan ra ngoài. Bây giờ thiên cơ thì thưa quý vị, Đức Thầy nói là biến chuyển thiên cơ gấp, phiên chúng sanh hãy gán tu hành, đời khổ là có thật, gió Á mưa Âu bùng sống dậy, tức là câu ngôn giả này là trắng nghĩa luôn. Bàn thế giới này nghe cũng phải khâm phục. Chứ Á là gì? Á là Á Châu, Âu là Âu Châu. Thì Đức Thầy nói sau này là gió Á ở mương Âu nó bùng sống dậy, tức là nó trỗi dậy, tức là chiến tranh trở lại. Đây còn gọi là thuộc diện thế giới thứ ba mà cả thế giới, các nhà nguyên thủ quốc gia ta cũng khẳng định là sẽ có. Rồi bây giờ gió Á mương Âu bùng sống dậy, hãy hùng tranh chiến xé sâu nhau, hồng trần trở lại màn u ám, thì khắp cả chúng sanh nhờ máu đào. Đức Thầy biện tiếp là máu đào khắp nước khổ vô cùng, nam việt dân tình mãi thương dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thánh, để nước tới chân mới nhảy đùng bắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chỉnh mới gầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ nam mô cũng nhập cầu. Nhưng mà thầy Phật đâu có nói vào tháng nào năm nào, đâu có bàn cái vụ tháng 6, tháng 7 gì đó là đời tới năm chèo nổi dậy hay là sấm nổ đá chài. Cả vấn đề thầy trở lại là tôi cho rằng cái chuyện đó là không đúng. Thưa quý vị, nói đúng hơn, thầy Phật chúng ta ra đời là mong cuộc đời này nó được kéo dài để cho mọi người giác ngộ tu hành hướng thiện. Thầy mới nói là kêu bổn đạo chúng đồ gán tu đây nè, cầu cho đời sống lặng gió im, đặng bá tánh an nhàn tu niệm.
hay là tu cầu thuận gió và mưa an hòa, nhân vật phước thừa trợ ban. Vì cuộc đời này nó kéo dài thì để cho người ta hiểu đạo, để sống tốt hơn, giúp đỡ với nhau, biết thương yêu với nhau, hen, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc hay là ước mơ thế giới lăng hòa hảo. Nhà Phật công tiên hết mỉm cười, chưa đầy trăm năm mà bàn vấn đề tặng thế tặng diệt, còn những người còn lại sao cho ngộ được. Đạo của thầy chưa truyền ra là cả năm châu thế giới, mà ở đây cứ bàn nay tới mốt tới năm tới, tôi đâu có gì, cái chặng 2000 đã bàn sôi nổi rồi, trong 2000 năm đó là tặng diệt thế gian, hay là trong 2000 năm sử viết các sơn, biến thiên biến địa biến dân thay đời, biến thảo mộc đó là biến con trai biến nhà thờ quá nhiều luôn. Nhưng mà năm đó có không, sau cái qua năm 2012 IHK tối tâm trời đất quả ủi gì cũng tù đó, rốt cuộc không có. Những người dễ dạ thì lấy đó sợ mới tu, xong không có quay được quý bác. Nhưng mà cái người tu Phật đó hiểu đạo thì tin vào nhân quả, lực nhân quả thật là cao diễn, suốt bổ kim chẳng lừa một ai. Cho nên hiểu vậy mình tu, mà tu thì phải gắn liền cuộc sống, đừng cứ nghĩ thiên cơ đời tới rồi mình tưởng tượng mình bán đất bán nhà rồi vài bữa không có rồi ra ngoài đường ở, rồi đi Bình Dương nghỉ tu cái đó thất bại. Tu như vậy là không đúng, thầy Phật không cho phép. Cái chuyện tu á là phải theo cái điều răn cấm thứ nhì của thầy, là phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu thiền chân chắc, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận, và tốt nhất đừng có nên soi bói đấu đá chia rẽ nội bộ hay là xuyên tạc nhân dân. Cái gì mình chỉ nói chung, thì những vị mà nói thiên cơ đó chẳng qua ý muốn thúc giục mấy người chưa hiểu, tôi mau đi để không kịp, ý muốn nói vậy thôi. Nhưng mà cái người nào mà khẳng định tháng 7, tháng 8, chín tháng 10 cái người này có tội và có lỗi của gì, có tội và có lỗi, vì thiên cơ nếu bằng chúng á thì cũng có tội, mà bằng chặt thì cũng có lỗi. Thì hai cái từ này là tội lỗi mà thầy đã cấm rồi. Chỉ có hiểu nè, thầy cho con giảng nè, biết rồi tới không nè, hạ quân lòng dạ đổi giờ, là chỉ cho mình đây cái đời này đó, hạ quân lòng dạ đổi giờ, bây giờ khổ não tới đời là đây, bản thân mình xét thấy cái khổ là đời giống như tớ vậy đó, rồi lay quay rồi vô thường rồi mình cũng chết, rồi chết rồi nếu không tu á thì coi như là cái thầy nói là phước nhiều tiên cảnh linh dài, mà tội nhiều sao đỏ nhiều ngày thảm thê. Cho nên nè, nói khẳng định nha, toàn thể luôn trong đạo luôn, nếu ai nói cái bài đính chính này mà quỷ tạo đó, cái người đó là nên sám hối, sám giảng đức thầy nha, là có lỗi có tội với thầy đó. Và thứ hai là kém hiểu biết về giáo lý, nếu cái người không hiểu thì ngồi một chỗ nghe người ta nói, chứ mình đừng có là nói bướng càng đó, làm ngu muội là đỏ thay đổi kiếp. Sám giảng đức thầy đó là được toàn thể tín đồ chúng ta ở nhà đều có, không tin gì chặt chặt nhá. Mà bây giờ nó cái bài đó ngụy tạo, ý nó là đời đó liền hả? Tới không thì cá không? Ai bước ra đây cá? Đời không tới tính sao? Đời mình tới nơi bây giờ nè, mình bệnh nay chết mai thì không lo. Lo tu rồi lo làm ăn, có dư thì mình giúp người nghèo phát triển đạo đức. Cái tu vậy nó bền, cái tu nó mới giữ, thấy quý vị? Chứ không có bàn cái chuyện đời tới. Và nói chung là hạn chế vấn đề thiên cơ thời cuộc. Cũng đâu có xa, còn 2 tháng nữa tới rồi mà không có sao. Đó, thấy không? Thành ra nói như vậy nó ma quá. Điên này nói chiếu theo cùng, như thể dây dừng cảnh cuốn quá gia. Đó. Khơi quậy. Thì hôm nay cái duyên này đó, trở về đây thì tất cả các anh em, thì nhất là những kênh YouTube đó, nó thuộc về cái sự truyền bá rất là mạnh. Vì đây là cái thời đại của mình là 4.0, mà sắp tới đây sẽ là 5.0. Nếu quý vị này đem những cái hay, cái tốt, cái đúng á mà đem ra thì coi như là phước lớn đó. Thôi coi mình cũng gạn lọc những cái gì mà sái quấy ha, cái gì không đúng mình gạn bỏ bớt. Thì thôi, sẵn đây cái ngày lễ giỗ của Đức Bà, những người có duyên lành trở về đây, nếu mà